Rồi, chào các bạn, mình theo xe máy cày nha các bạn, xe máy cày về lò sấy luôn. Giờ theo xe máy cày về lò sấy lúa, mình quay sấy lúa luôn nha các bạn. Đây, chuyến xe lôi chở gom. Nãy giờ mình quay máy phóng, máy gặt lúa rồi máy đổ lúa. Bây giờ là máy cày chở lúa, cày chở lúa về nhà sấy luôn.
là một cái máy phóng máy giặt liên động đó. Đó là DC60 đó các bạn. Nó máy nhỏ thôi. Có điểm tập kết lúa nữa nè, lúa để bán lúa tươi. Xíu nữa là tới rồi thấy các bạn.
giờ anh đang ghe vô đây là các bạn. Đây anh ghế nữa các bạn. Vô luôn. Kêu. Rồi, trời xe này vô chắc lúa.